Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với cái phiên live chấm bài toàn quốc tiếp theo của chúng ta. Thì ở trên ta thầy là những bài mà của các bạn từ khắp nơi đã vẽ và gửi về cho thầy. Và các bạn ơi, trong quá trình xem đó, các bạn vui lòng nếu như có quảng cáo các bạn xem hết quảng cáo nha. Một lượt xem các bạn sẽ góp được 200 đồng cho quỹ học sinh khó khăn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và thầy thông báo cho các bạn một tin vui, đó là mình sẽ có hai lịch live khác nhau. Các bạn vui lòng vào cái trang TikTok của thầy, các bạn xem về cái lịch live và cái giờ live nha, để cho các bạn đón xem cho nó đầy đủ những cái phiên live các bạn ha. Thì ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì mình sẽ live qua bên nền tảng TikTok vào lúc 21 giờ. Nhưng riêng hôm nay live hơi trễ, các bạn thông cảm. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ live ở bên kênh YouTube. Thì các bạn vui lòng qua bên đó xem các bạn ha. Rồi ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ bắt đầu mình chấm bài thôi. Tôi tính hôm nay tôi không có like đó, mà thương tình dễ mến đó, thành ra thôi tôi like luôn. Chứ tính tôi không có like rồi đó. Mà tôi thương tình mấy người đó, nói chuyện hay ghét quá ha. Phúc sinh năm 2007 đến từ Quảng Ngãi các bạn ha. Bạn còn để cái ID TikTok của mình nữa, cái này tôi không có mượn nha em, nhưng mà thôi kệ đi. Để gì mà mai mốt lỡ có cái trường hợp mà lấy cụ tác phẩm người khác á mà nộp đó, thì mai ra còn biết cái nguồn là ai. Ê từ từ, nhắc tôi mới nhớ, từ từ đợi tôi chút xíu nha. Tôi xử cái ca này cái đã, từ từ đợi tôi chút xíu. Đợi nha. Từ nha. Đánh tới công chuyện em ơi em kia. Từ từ tôi nhớ rồi đó. Từ từ nha. Đợi tôi một xíu. Đâu rồi? Đợt 24 phải không? Đây. Cái đợt này nè, đánh tới công chuyện với tôi à, cái bức này. Đây. À, tôi không có đọc tên của em lên sóng đâu. Tôi nói thiệt là tôi không có dám đọc tên của em, tôi không dám đọc tuổi của em, và tôi cũng không dám là nói em đến từ cái tỉnh nào đâu, biết sao không? Sợ người ta nói tôi là tiết lộ thông tin cá nhân, tôi sợ lắm. Ví dụ làm cái gì vinh danh đó, cái khen cho ở nhờ thầy dân đó, còn mà cái gì đó mà làm lố bịch đó, mà vi phạm cái đổ thừa ngược lại đó, đó tại ổng đó mà mắc danh dự uy tín hình ảnh. Thì sẵn đây em cũng xin thưa với phụ huynh rằng con mình ở nhà ngoan lắm, nhưng mà chắc hiếm khi ở nhà. Cái bài này nè là cái bài của bạn Tuyết Nhung, mấy bạn học ở trường Mạc Đỉnh Chi ở Bà Rịa Vũng Tàu. Và cái bức tranh này nè là được giải ba toàn quốc của tỉnh luôn các bạn ha, với chủ đề là vẽ về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Khi mà các bạn gỡ bài cho thầy dân đó, thì thầy có lưu hoàn toàn thông tin của các em, kể cả cái gì ZL của mình nữa. Và cái bạn tác giả này nè đã nhắn tin riêng với thầy và tố cáo em. Thầy cũng nhớ mang mát các bạn, tại vì khi chấm cái bài này nè, thầy nhớ không lầm là bài này là có giải. Tại vì cái lúc mà công bố giải thầy có coi lướt qua, thấy cái bức này rất là quen, nhưng mà khi chấm thì vô tình quên các bạn ha. Thầy đăng lên đó thì cái bạn tác giả là bạn Tuyết Nhung mới vô nhắn tin riêng cho thầy là đề nghị cái bản này nè là từ đây về sau đi rửa mặt đó là đừng có rửa một lần, mà phải rửa một lần đó là 80 giác. Ấy chăng người khác nộp á thì làm ơn nhổ keo 502 vô con mắt của mình để nhìn cho rõ, đừng có lấy tranh giải ba toàn quốc mà đi nộp, kẻo như là cộng đồng mạng người ta biết. Mà bây giờ cộng đồng mạng biết rồi, em mắc cỡ chưa em? Làm gì kỳ cục khó coi vậy Ngọc Hân? Tôi không nào tưởng tượng được em, cỡ hết sức thiệt luôn á. Chứ em đừng có nói em giỡn mặt hả? Tao ăn gì khó coi vậy? Rồi đó, tôi xử lý xong rồi, giờ mới bắt đầu chấm bài thôi. Mình chơi là phải chơi cho tớ, đúng rồi đó. Nếu như mà thầy là tác giả đó ha, là em tàn canh gió lạnh với thầy rồi đó, là em nổi tiếng luôn rồi đó. Thiệt mà, quê quá trời quê giùm bạn luôn. Đúng rồi, mình thấy quê chứ em. Gặp tôi đó ha, là tôi mắc cỡ tôi không dám ra ngoài đường rồi đó. 100 điểm đẹp quá đi. Cái bức này theo cái kiểu của Van Gogh nè nữa, tôi bút hết mực nữa. Bức này 100 theo phong cách của Van Gogh đó, hậu ấn tượng quá là xinh xắn. Hay không? Hình ảnh chiếc tàu bị đắm, ghê hồng chưa? Không để vụ này chìm hả? Trời ngô thầy vô thầy phán nguyên một la phong luôn, cái thầy chặn rồi. Ha, tính thanh minh thanh nga với thầy nữa mấy bạn, ghê không? Công nhận chớ, đi lấy tranh của người ta nè mà gì đó. Không tưởng tượng được. Thiệt mấy bức này giờ tôi sợ lắm, tôi phải sợ thôi. Từ từ, chấm bài cho mấy em mà tôi đáng sợ. Ê mấy bạn coi là cái bức này nè, xinh nè. Ghê không, đẹp không? Rất là xinh xắn, dễ thương luôn. Người ta làm cái gam màu cũng xinh nè. Đổi 80 cái, ủa đổi cái gì? Ê, bình luận gì bạn đọc được, tội nghiệp bạn em, bạn còn nhỏ. Tội nghiệp lắm. Rồi này bạn tự vẽ nha. Rồi. Kiện đi thầy, kiện được á.
À, thầy nói nghiêm túc nè. Ví dụ như các bạn mà lấy tranh của người ta đúng không, mà các bạn gán cái tên này để nợ cho bất cứ một cái cuộc thi nào mà mang từ cái cấp gọi là cấp huyện, cấp trường thôi là các bạn đủ bị kiện rồi đó ha. À, cái thứ hai là thầy nói gì nè, thông tin của các bạn thầy dân nắm hết trơn đó. Nếu như mà tác giả đó mà người ta làm lớn á, người ta xin phép thầy là cho xin cái info của bạn này để người ta nói chuyện, người ta làm việc á, là thầy cũng phải cho thôi, biết sao không? Tại vì không phải là thầy cho như vậy là làm mất danh dự các em, mà tại vì vô tình em làm như thế này nè, là em gián tiếp em làm mất mặt thầy và mất mặt cả cộng đồng mạng đang coi trên phiên live, hiểu không? Thành ra là để cho tác giả xử em đó, thầy nói thiệt mà, người ta sẽ làm lớn chuyện, nếu như người ta kiện em cũng phải đi hầu đó em nha. Cho nên mai mốt á, mình lớn rồi em, 15 tuổi rồi, đâu phải nhỏ đâu, cho nên mình phải gọi là phải thông minh. Phú Yên, ổ lộn, Gia Thiên đến từ Phú Yên, hết hồn, tôi tưởng đó là Phú Yên đến từ Gia Thiên, tôi giật mình. 75 nữa cái bút hết mực nữa rồi, bực mình quá đi, tội nghiệp bạn, cộng thêm 2. Từ từ để tôi lấy cái bút mớm em ơi, sao lúc nào mà đi chấm bài mà cũng đi kiếm cây bút hết trơn vậy? Đây, mỗi lần đi chấm bài là tôi bực bội trong người, mỗi lần mà kiếm cây bút để chấm bài nó cũng mệt thôi nha. Này được quá là xinh xắn luôn đi, cái bức này thầy cho nhiêu điểm đây, cho 100 điểm. Ê, em vẽ người con gái này đang làm cái gì vậy em ơi? Tranh này mang cái gọi là cái tinh thần tiêu cực, tôi trừ điểm em nha. Tôi trừ điểm em liền. Từ từ cái bút mực xanh đâu rồi, em tới công chuyện rồi. Cái này là cái gì? Cái gì à? Tinh thần cái gì à? Tranh tiêu cực. Tranh tiêu cực. Tranh tiêu cực quá. Em bị trừ 1 điểm. Rồi ok, cái bức này tội nghiệp em quá, còn 99 tính trong 100 rồi đó. Vì sao hả? Vì cái này nè, ghê quá đi, còn 99 điểm. Trời, cái cây bút này nó nhọn quắc ha. Ồ, cái hãng này tốt ghê ha. Để mai mốt xài cái hãng này nha mấy đứa. Hãng này cây bút á, cái màu chì, cái màu ngồi nó xinh quá à. Nó cứng nữa, dễ tô nè. Thầy chấm cái thầy ưng liền. Rút ra đó thầy. Rút ra gì mà nó nằm ở trong đây em? Có cây kiếm nào nó nằm trong cơ thể con người hả? Em nhổ na keo 502 vô mắt của mình đi, để mình coi cho rõ hơn. Nghe chưa? Trần Ngọc Bảo Châu đến từ Phú Yên. Ơi, sao cái chiến này toàn là Phú Yên không vậy ta? Ghê quá à. Được nè, bạn chơi màu nước nè, bạn chụp lố cái này nè, nhưng mà không sao. Được, tranh mình xinh nha, xinh xắn luôn. Mình thấy cái sự tinh tế của bạn nè, ánh sáng bóng tối đầy đủ. Bức này mà không được 100 nữa là được 99. Đây, cái bức này cho 100 điểm luôn đi. Công kỹ người ta tô cực khổ chăm bề được, đẹp đẽ dễ thương. Hôm nay á, mình phải chấm bài tịnh tâm mấy em ơi. Mình phải nhẹ nhàng tịnh tâm. Thấy rồi, đặt bông sen không đó. Lâu lắm hôm nay xa quê về thăm thằng cháu, sắp nhỏ thai tôi chấm nom bày heo với gà. Tay sắp tay mang 20 quýt bên đây bưởi xoài ngọt miền Tây. Quê hương tôi đó gửi thêm chung vui. Rồi bây giờ mình phải chấm từ tốn. Tôi là Mộng Dân, em của chị Mộng Kha, còn các em đó là Mộng Du. Mấy em nói chuyện nhiều quá, mấy em có mệt không? Mình phải chấm nhẹ nhàng từ tốn, tội nghiệp cái bài nó bị đau. Ủa, sao cái bài này giống cái bài hồi nãy quá vậy? Nét không vậy? Rồi đổi nhiêu điểm, tội nghiệp em. Lâu lắm hôm nay xa quê về thăm thằng cháu, sắp nhỏ thai tôi chấm nom bày heo với gà. Tay sắp tay mang 20 quýt bên đây bưởi xoài ngọt miền Tây. Quê hương tôi đó gửi thêm chung quà. Thấp thoáng xa xa lung linh nhà cao thành phố, đứa cháu chê tôi thôn quê gặp ai cũng chào. Lên chiếc Honda tôi dạo phố, đông vui quá trời bà con ơi. Khoai chiên bình tơ gửi hồng, tưởng tượng coi hệ tư tưởng của chị Mộng Kha mà nhập vô tôi một cái. Tôi nói thiệt nha, bình thường tôi chấm bài là 40 phút, hôm nay chắc tôi tắm tới sáng luôn đó, chưa xong nữa. Trời ơi, bài em đẹp dữ ha. Em kia em tên gì vậy? Lỗi nha chưa? Tội nghiệp em. Tội lỗi quá rồi. À, thiếu thông tin tác giả. Thông tin tác giả. Trời ơi, tội nghiệp quá ha. Tranh đẹp nè. Bây giờ mình coi tranh của em, cái coi cho em hãnh diện với người ta. Em vẽ gì đâu, dễ thương quá vậy.
tranh của mình là theo trường phái siêu thực ha. Mấy bạn lên lớp 9 chương trình mới các bạn sẽ được học ha. Nhưng mà tội nghiệp quá đi, yêu cầu của chúng ta là phải có đầy đủ tên, thông tin này kia, mình bị thiếu rồi cho nên tranh của mình là bị loại này ra khỏi cuộc chơi các bạn ha. Rồi, cảm ơn các em đã gửi bài về cho thầy. Nộp không có tên tuổi gì trơn, rồi ai biết mình. Tranh bị mồ côi rồi, khổ quá đi. Tôi đặt tên cho em luôn nè. Em tên là Ngộ Xương. Vì sao hả? Em có bộ xương, tên là Ngộ, Ngộ Xương. Nè, Ngộ Kiki. Đó, tên mới của mình, biệt danh luôn. Có con lưu, Ngộ Kiki. Ghê không? Có tên mới đàng hoàng. Em bị lỗi tiếp tập 2. Ê, hai cái bức này chắc là chung tác giả, chắc vậy á. Em bị lỗi rồi nè em ơi, tội nghiệp quá đi. Chăm mồ côi rồi, không có tên tuổi gì hết trơn vậy. Thiếu thông tin rồi. Tác giả, khổ em. Rồi tội nghiệp em quá hà. Rồi mình đi ra kia chơi. Khổ em quá đi. Tên phía sau hả? Tôi in một mặt lấy đâu ra phía sau. Em đừng có mà tào lao. Tiếp. Khả hơn mấy bạn. Ê mà mình mấy bạn nói là tên tranh ở một góc nào đó hả? Để coi coi có góc nào không. Thầy kêu tên tranh mình phải ghép vô giống như vậy nè. Đã, mình ghép vô hiểu không? Cái này là tác giả tự làm chứ ai gẫm. Mình không ghép vô thì mình bị lỗi thôi. Nhưng mà chắc cái lúc thầy lưu á, thầy quên, thầy bấm nhanh quá, thầy không kiểm lại đó. Tội nghiệp em. Cái tấm kia kìa, tấm kia là ký tên chứ phải là tên em ơi. Tên bao gồm tên, đến từ tỉnh nào và bao nhiêu tuổi các em ha. Sao cái tay của em nó bự còn hơn cái tay của người ngoài hành tinh nữa. Khả hơn, dễ cái tay bự quá em bị trừ điểm nha. Cái tay này là cái tay gì vậy? Tay tinh tinh hả? Khổ em quá đi, tay của... tay của con tinh tinh hả em? Chỉ có tay con tinh tinh nó mới to như thế này thôi. Thật là yêu tinh, trừ điểm. Em bị trừ 5 điểm nha chưa? Tôi trừ trên điểm tổng của em. Rồi, tội nghiệp em. Dễ tốt mà cái tay bự quá ha. Tôi không nào tưởng tượng được cái tay như thế này. Mộng Dinh đâu rồi? Thôi, tôi mà làm hệ tư tưởng của chị Mộng Kha nữa là tôi chấm tới 10 năm nữa chưa xong luôn á. Rồi cái bức này chăm chế tội nghiệp 85. Thôi 87 đi, còn 82 tội nghiệp đó, chấm thẳng luôn đi tội nghiệp. Công kỹ bạn vẽ mấy em ơi, mấy em tưởng tượng đi. Buổi tối hôm đó mà bạn hả kỳ công, bạn vẽ, bạn bôi, bạn nộp, bạn vui vẻ dữ lắm. Bây giờ phát hiện mình bị trừ điểm, bạn đau khổ dữ lắm chứ bộ. Tội nghiệp bạn lắm. Mình phải từ bi hỷ xả. Thấy tôi để bông sen không? Bông sen thể hiện cho sự từ bi của tôi. Từ bi bác ái, rất là đàng hoàng, tử tế nè. Thấy tôi đặt bông sen không? Mình phải đặt một cách phải nhẹ nhàng, tử tế nè. Thấy chưa? Thấy ghê hồn chưa? Cảm ơn các bạn tặng quà hả tim. Tớ sáng thiệt nè, dữ vậy sao? Nhã Băng 15 tuổi đến từ Cà Mau. Hiếm lắm mới có mấy cái bà từ Cà Mau luôn đó. Ủa gãi mấy cái nét này thì ưng ghê luôn đó em ơi. Xinh xắn gì đâu đó. Thầy thích tranh của em. Được, bức này được đi. 85, tranh nét xinh quá. Thầy ơi, cộng điểm luôn đi, cộng thêm 4 điểm 89. Vì sao cho em 89 hả? Vì như vậy đó, em phải cần có sự cố gắng hơn. Hôm bữa đó, tôi nhìn tới cái tỉnh Cà Mau là tôi không muốn cho điểm cao. Vì sao hả? Tôi có nhiều thằng bạn đến từ Cà Mau, nó mượn tiền tôi mà nó chưa trả. Em làm cho tôi nhớ lời nỗi buồn của tôi. Tôi tính cho em là 90 điểm nhưng thôi, còn 89. Ha không? Mình trừ qua đáp lợi nha. Ai biểu em chạm đáy nỗi đau của tôi vậy? Cái gì chứ mấy cái thù riêng tôi nhớ hết trơn đó. Tôi thì tôi có một cái tính kỳ dữ lắm em ơi. Ví dụ tôi nợ ai đó cái tôi quên, mà bây giờ tiền người ta trả mình mà mình cũng vẫn nhớ người ta chưa trả, mình vẫn cứ đòi tiếp liên tục như vậy đó, ghê không? Tên gì ạ? Vũ Hoàng gì sao đọc không biết. 9 tuổi đến từ Bình Phước, tội nghiệp em. Em chụp hình cái tên của mình á, nó không đầy đủ, chụp hình tên không đầy đủ em bị trừ 5 điểm nha, ghê không? Mà em để bị ló cái viền ở đây nữa hả em? Em bị trừ thêm 3 điểm nữa nè. 89 điểm đi, 89 trừ 8 còn 81.
thấy không? Bằng danh đó thầy, bằng danh mà sao có chữ ư? Nè, bằng danh mà sao có chữ ư kỳ vậy? Bằng dứt, Võ Hoàng Dứt. Chèn ơ, nói chung Võ Hoàng Dương hả? Cởi em, tôi không cần biết, em đi ra đi. Khả Hân nè, 2012 đến từ Vĩnh Long nè. Em dáng ngừ ngợm vậy đâu mà mặt mũi thấy ghê vậy? Giống con mannequin trong chuyện của chị Thi Thanh Phạm hay kể. Thì các bạn biết rồi đó, thường mấy cái con mà ở dưới quê mà đêm hôm khuya khoắt nó hiện hồn lên đó, thì là nó cười một cái đến cái mang tai. Thì y như là chị Thi Thanh Phạm miêu tả luôn ha các bạn ha. Nhìn rất là ghê sợ, ác quỷ, ám ảnh, kinh hoàng, kinh thiên động địa, kinh hồn, kinh hải. Gọi gì? Kinh khủng khiếp. Làm cho thầy hoảng loạn, hoảng sợ, hoảng hốt, sửng sốt, hững hờ, sửng sờ. Em làm cho tôi thấy ghê quá, tôi trừ em một điểm. Tính cho 89, thôi còn 88, thôi còn 87 đi. Tư tưởng như thế này là không được nha, tôi trừ thêm một điểm nữa đi. Mấy em mà xuống dòng không đúng, tôi trừ điểm nữa đó. Ví dụ tên là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, mà em để là Nguyễn Ngọc Bảo cái chữ Hân xuống dòng là em bị trừ một điểm. Ví dụ tên riêng không dứt hoa bị trừ điểm, tên tỉnh không dứt hoa bị trừ điểm. Ok nha, em ghi tắt bị trừ điểm, trừ sạch luôn. Chụp xéo trừ điểm, bài sơ sài trừ điểm luôn. 30, 35 đó. Như ở đây nè, nghĩ sao em 11 tuổi tôi chăm chế cho em, nhưng mà em vẽ gì nè, rồi ai chấp nhận được cái bài của mình? Bài mình sơ sài quá, thôi giờ tôi cộng cho em thêm 0,1 điểm đó. Đó là tôi cộng cái điểm này là cái điểm khuyến khích. Chứ bây giờ đó em vẽ cái bài gì đâu mà nét chính, không có nét chính, nét phụ, không có nét phụ, thì bây giờ điểm đâu có cao được. Hé lôn thầy nghèo khổ giữa chờ đông cô đơn. Em ơi em thấy cái này không em? Cái này nè, em thấy cái này không? Em thấy cái này không em? Đây, đó. Còn mình thêm cái này nữa em. Đó, mình thêm cái này nữa. Rồi, giác ngộ chưa em? Hay là em là ma cương thi, em nghe em không hiểu tiếng, tôi tròn cái này lên cổ của em đó ha. Ha, là em mệt em đó. Làm sao gỡ bài cho thầy? Làm thinh là mình gỡ được. Đào Khánh Thùy, sinh năm 2010, đến từ Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. Ủa, Ninh Thuận là quê có ông quản lý phải không té? Chết, em chung quê với ông quản lý nhà tôi, em bị trừ một điểm. Vì sao? Bao nhiêu tỉnh em không ở, em lại xin ngay chét cái tỉnh của ông quản lý nhà tôi. Ông quản lý nhà tôi, ông mới chửi tôi hồi nãy, tôi ghim ổng, nhưng em làm cho tôi chạm đáy nỗi đau. Gì kỳ vậy thầy? Tôi không cần biết. Bây giờ hôm nay tôi không vui, tôi trừ điểm. Vậy thôi, coi như là mình xui đi. 89 còn 88 đó, thấy không? Em được cộng 0.01. Ủa sao cái lô này tặng tranh chì không vậy? Kỳ vậy. Vũ Thị Kiều, Vũ Thị Kiều Diễm nè. À, em xuống dòng không có đúng, xuống dòng sai nè, mình bị trừ 5 điểm nha chưa. Đó, em đến từ Bình Phước 13 tuổi hả? Được, dễ thương quá. Bây giờ tranh của mình nét phát chì không hà, nét chính nét phụ nè, cái nét này nét phụ mà còn chưa bôi nữa nè. À, điểm đẹp quá, điểm này được 30, mình trừ 5, rồi còn 25 điểm. Lâu lâu có những cái bài điểm thấp để cho mấy bạn biết là thầy dân khó. Vì sao? Bài toàn quốc mà vẽ gì nè, nộp nè, đầu cổ tóc tai bị bớt nữa mấy em. Thấy ghê không? Mình vẽ tới đâu mình chấm tới đó đi. Tại vì em vẽ tới đây thì tôi chấm tới đây. Cái điểm này nè là tức là không phải cái điểm của bức tranh, mà tôi chấm cái điểm này là cái điểm cái công của em vẽ, cái công cán của em tội nghiệp. Ví dụ như hôm đó em thức khuya đến 1 giờ sáng em vẽ làm sao, đúng không? Thì mình có cái công lao, nhưng mà cái hình mình chưa có tới thì giờ mình không có chấm cái hình, nhưng mà tôi chấm cái công của em. Đó là như vậy đó, hiểu chưa? Phải Sasuke không? Con mắt trái tim hả? Ý, nhờ em nói tôi mới để con mắt trái tim luôn đó. Huy Hoàng vẽ như thế này là dập tắt. 89, tôi cộng cho em thêm 0.1 nha. Quên, hôm nay có điểm từ thiện. Giống như ngày rằm mình phát cơm mà những phí với mấy em, thì hôm nay á, ngày bình thường, ý hôm nay ngày rằm luôn, tội nghiệp quá đi. À mấy bạn ơi, mấy bạn nào có An Giang á, thì thầy nói thiệt á, thầy chúc các bạn là có một cái đại lễ 18 tháng 5.
của Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo đó. Chúc các bạn là có một cái lễ no ấm, vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương các bạn ha. Thì hôm nay là rằm, là cũng như là bắt đầu vào lễ rồi. Thầy Dân rất là tiếc là sáng hôm nay là thầy Dân từ An Giang luôn. Tại thầy Dân á là sống gần đất Phật luôn, thành ra đó là gần chùa nữa, mà tiếc quá là vì công việc phải lên sớm, thành ra hôm nay chực nhớ là lễ cũng vô rồi. Cho nên là chúc các bạn nào ở An Giang là luôn luôn vui tươi hạnh phúc các bạn ha. Và các bạn đi lễ nhớ là mình phải đeo tư trang và để ý cái tư trang cá nhân nha, tại vì rất là đông á. Hên hôm nay rằm một chút xíu tất cả các bài được cộng 0.1 điểm. Ủa 2007 là bây giờ bao nhiêu tuổi ta? 17 tuổi rồi hả? Chấm gác lên 96, tính chồng chồng cho em đó là cộng thêm 0.1 nha. Cái này là gì? Bé Cam hả? Cái này là trong bảy viên ngọc rồng nè, có Kaito Kid nó nè, ghê không? Cái bức này được nè Hải, bức này được 100 nè, được nè. Mình lớn mình phải vẽ cỡ này ăn lên mới được chứ. Cái bức này chắc vẽ cách đây năm lớp 6 phải không? Còn cái bức này là mới vẽ đây phải không? Thành ra hai phong cách khác biệt luôn đó. Chồng em hả? Ê, bộ em ế dữ lắm hả? Thầy cộng 0.1 không? Riêng cái bài này là 100 cộng thêm trái tim nha chưa? Cái này là trái tim yêu thương và một ngày rằm ha.